Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 156, không phải xương người lớn một. Trời mùa thu mưa bụi rơi xuống từng cơn, sân viện hoang tàn ở phía tây trông càng thê lương hưu quạnh hơn dưới màn mưa. Phục Linh đứng ngoài cửa, lúc thì nhìn màn trời xám xịt, lúc thì quay đầu lại nhìn tần hoan đang đứng bên cạnh bàn dài tiểu thư nhà nàng đã đứng bên cạnh bàn dài này đã sắp được nửa canh giờ rồi thậm chí tỉ mỉ đến mức ngay cả răng nanh của nhị di nương cũng bày ra ngoài trước đây đám xương nhỏ chỉ để chất đống bên cạnh còn hiện tại đã bị tần hoan cẩn thận đặt vào bên trong khung xương cho nên cuối cùng trước mặt tiểu thư nhà nàng chỉ còn lại một mảnh xương nhỏ phục linh quay đầu nhìn thoáng qua viện này đổ nát không chịu nổi giấy dán cửa sổ đã rách tung tóe từ lâu rồi, nên mặc dù có đóng cửa thì vẫn không ngăn được gió lạnh bên ngoài thổi vào. Phục Linh kéo kín vạt áo của mình, nhưng vẫn không nhìn được mà đi đến bên cạnh Tần Hoan. Tiểu thư, trời cũng tối đến nơi rồi, trong phòng này lạnh quá, chúng ta nên sớm quay về mới tốt. Trong phòng không chỉ có cảm giác mát lạnh lẽo bức bách, nhưng thứ khiến cho người ta khó có thể chịu được lại chính là thi thể của Liễu Thị và Lưu Xuân đã bắt đầu bốc mùi tanh tươi. Hôm nay tần hoan ngay cả khăn che mặt cũng chưa đeo, vậy mà cứ đứng như vậy, lỡ như hít phải nhiều khí hôi thối của thi thể như thế xong bị trúng độc thì Phục Linh biết phải làm sao đây? Tần hoan nghiêng người về phía cửa, một nửa mặt ẩn trong bóng dâm không phân biệt được cảm xúc. Nàng hơi cúi đầu, cả người lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn mảnh xương nhỏ bằng khoảng đốt ngón tay kia. Em có lạnh không? Hay là em cứ quay về trước đi? Phục Linh cười khổ. Đương nhiên nô tỳ không lạnh, Nô tỳ đau lòng cho tiểu thư thôi. Tiểu thư đứng ở chỗ này đã lâu rồi, ngay cả hai vị nha sai đại ca kia cũng không chịu nổi mùi ở trong này chứ đừng nói là tiểu thư. Viện này có mấy gian phòng, phòng chính dùng để đặt thi thể, phòng bên cạnh tạm thời bố trí bàn ghế nước trà và các vật dụng để các nha sai trông coi ở đây có thể sử dụng. Phục Linh thở dài sờ lên đầu vai Tần Hoan, trên người tiểu thư lạnh toát thế này, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sẽ nhiễm bệnh mất. Tần Hoan lắc đầu rồi lại nhìn sang khung xương nàng xếp ra. Do không được nối liền bởi gân cốt, cho nên đa phần xương không thể dính chặt lại được với nhau. Tần Hoan chỉ có thể đặt chúng ở cạnh nhau tạo thành hình dáng mà thôi. Nàng tỉ mỉ quan sát lại từng ly từng tí sau đó lại trao mày. Trước đây nàng cảm thấy những mảnh xương vỡ này quá nhỏ, không nói đến chuyện khó cố định mà để sắp xếp những mảnh răng này vào đúng vị trí lại vừa tốn thời gian vừa không giúp ích gì cho vụ án. Còn nữa đến lúc hạ táng nhị di nương thì cũng bỏ luôn những mảnh xương này vào trong hộp sọ rồi chôn chung, cho nên xếp lại xương trên cơ thể vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nàng đã bớt đi được kha khá thời gian tiêu phí vào những việc vô dụng, mãi đến khi phát hiện ra mảnh xương nhỏ này. Đây là một mảnh xương to bằng khoảng ngón tay cái, tần hoan nhìn từ trên xuống dưới, căn bản không phát hiện ra nó xuất phát từ đâu, đợi đến khi ghép hết những mảnh còn lại vào trong khung xương thì lại không tìm ra chỗ nào còn thiếu cả một khi đã như vậy chẳng phải mảnh này là dư thừa hay sao sau đó tần hoan lại nhìn mảnh xương này kỹ hơn mặc dù không lớn thế nhưng nàng áng chừng được cảm thấy mảnh này chắc chắn là xương người nếu như là xương người thì sao có thể lại ở cùng một chỗ với nhị di nương tần hoan nghĩ mãi không ra khiến cho lòng nàng chứa đầy hoài nghi Chẳng lẽ trong giếng kia vẫn còn người chết khác? Nghĩ đến đây, Tần Hoan lại lắc đầu, hoắc chi phủ phái nha sai xuống dưới đó đào rất lâu, xác định là không còn xương cốt nào khác nữa rồi. Tần Hoan lại cầm mảnh xương lên để sát vào mắt quan sát kỹ lại một lần nữa. Chẳng lẽ nàng nhận sai rồi à? Đây là xương của loài động vật nào? Trong lòng nàng nghi ngờ trong giếng còn có chuyện mờ ám gì khác nữa, nhưng nàng lại lo lắng bản thân mình nghĩ sai rồi, nên có chút do dự. Nghĩ đến đây, mưa bụi bên ngoài viện đột nhiên biến thành mưa nặng hạt, gió thu thấm lạnh lại còn mang theo cả hơi nước thổi vào trong nhà khiến cho tần hoan nhịn không được mà run lên. Lúc nàng xoay người lại đã thấy mưa lớn bao trùm khắp xung quanh viện, toàn bộ mái cong lầu các của tần phủ đều chìm trong màn mưa. Tần hoan thở dài, xoay người ra cửa. Đi về thôi, đúng là đã ở đây quá lâu rồi. Tần hoan vừa lên tiếng thì phục linh hết sức vui vẻ. Nàng vội vàng đến bên cạnh bung dù, đó là một cây dù có giấy dán màu xanh cùng với cán dù và nan trúc sơn đỏ. Bên trên đỉnh dù có vẽ hoa sen thủy mặc, toát lên vẻ cực kỳ tao nhã. Tần Hoan kéo kín vạt áo, sau đó mới đi theo Phục Linh ra ngoài. Nhà sai từ trong phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thấy Tần Hoan chuẩn bị ra về thì vội vàng thi lễ với nàng. Tần Hoan căn dặn bọn họ mấy câu rồi mới ra khỏi viện đây là cơn mưa đầu thu ở phía nam. Trước đây Tần Hoan chỉ đi cùng phụ thân nhiều về phía tây và phía bắc, thế nhưng chưa bao giờ đến phía nam. Mặc dù hiện tại mà mùa thu nhưng toàn bộ vườn hoa trong Tần Phủ đều vẫn đang xanh um tùm, chỉ có phía tây phủ bỏ hoang cho nên thỉnh thoảng mới thấy được mấy cành khô và cỏ dại vàng úa ở ven được. Trong lòng Tần Hoan bình tĩnh lại, nàng ngước mắt nhìn ra phía xa, chỉ thấy toàn bộ mái cong cột trụ trong Tần Phủ thấp thoáng ẩn hiện trong mưa vòm trời vốn đã u ám nay lại càng âm u hơn nữa mây đen răng kín đường chân trời có vẻ như mưa càng lúc càng lớn hơi nước ướt sũng dính lên váy áo tần hoan cũng khiến cho trong lòng nàng cũng ẩm ướt âm u bởi vì mưa càng lúc càng lớn phục linh dọc đường cũng cẩn thận che chắn thế nhưng chủ tớ hai người vẫn đi càng lúc càng chậm xung quanh không một bóng người chỉ nghe tiếng mưa và nước bắn tí tách lên trên mặt dù thời tiết đại chu đa phần là mưa quanh năm, nếu như ở phía Bắc thì vào thời điểm này có lẽ gió Tây Bắc đã thổi khô nứt nẻ đôi má người ta rồi. Trên đường đi chậm rãi trở về Đinh Lan Uyển, vừa mới vào cửa Tần Hoan đã nhìn thấy vãn đường đi từ trong phòng chính ra ngoài. Tần Hoan nhìn thấy thì đương nhiên Phục Linh cũng thấy, nàng trao mày, trên mặt liền có chút tức giận. Vãn đường đi thêm vài bước nữa rồi đứng dưới mái hiên hành lễ có thể do nàng ta thấy được nét tức giận trên mặt Phục Linh nên mới vội vàng giải thích. Tiểu thư thứ tội, Nô Tỳ thấy trời mưa càng lúc càng lớn, thấy cửa sổ bên trong phòng sưởi vẫn chưa đóng cho nên Nô Tỳ mới vào đóng lại. Trong lòng Phục Linh không đoán được Vãn Đường nói là thật hay giả, thế nhưng trước kia nàng cực kỳ yêu thích Vãn Đường, vì thế mới nhìn sang Tần Hoan. Nhưng nét mặt Tần Hoan lại hoàn toàn xa cách biểu cảm bình thản giống như mặt nước hồ dù có dính phải mưa thu lạnh lùng thì cũng vẫn không hề sao đâu. Ta còn lo lắng buồn sưởi bị dính mưa, người đóng lại thì tốt rồi. Vãn đường ngước mắt lên nhìn lướt qua tần hoan rồi thở phào một hơi, nàng lên tiếng. Trời mưa càng lúc càng lớn, tiểu thư nhớ chú ý thân thể, mau vào trong phòng đi. Nô tỳ đi đun một ấm nước nóng đến đây để phục linh tỷ tỷ nấu trà mới cho tiểu thư. Tần hoan gật đầu, Nàng không nói thêm câu nào nữa, chỉ đi vào phòng cùng với Phục Linh. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Hoan, Phục Linh nhất thời không đoán ra được Tần Hoan đang nghĩ gì, chỉ liếc mắt một cái nhìn Vãn Đường rồi nở nụ cười thản nhiên như mọi ngày. "Vậy đi lấy một bộ trà cũ mới đến đây." Vãn Đường cong môi cười, cực kỳ vui vẻ đi nhận lệnh. Vừa vào trong nhà, Phục Linh bỏ dù xuống liền đi lên phía trước. "Tiểu thư, có thấy gì khác thường không?" Nhưng không ngờ tần hoan chỉ rửa sạch tay rồi sau đó và luôn buồn sười, không hề có ý định điều tra. Không cần quản. Trong lòng Phục Linh âm thầm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến tần hoan vừa mới bị nhiễm lạnh thì lại làm đúng như lời vãn đường vừa nói, nàng chuẩn bị đi pha trà nóng cho tần hoan. Chẳng bao lâu sau Phục Linh mang trà mới đến, nàng rót trà cho tần hoan rồi quay đi hít hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu thư, người, sao người lại mang cái này về? Tần Hoan ngồi ở trên cạnh giường nhỏ, cả người có vẻ lười biếng tựa lên gối, trên tay đang cầm một mảnh xương nhỏ. Phục Linh nhìn mảnh xương trắng hiếu kia, chẳng phải chính là mảnh xương vừa rồi còn nằm trên bàn dài bên kia hay sao? Phục Linh run rẩy để trà nước ở bên cạnh rồi khẽ hỏi. Tiểu thư cầm cái này về làm gì? Không may mắn. Hai đầu ngón tay Tần Hoan kẹp lấy mảnh xương, thậm chí còn dơ nó lên soi soi vào ánh sáng rồi ngửa đầu ra nhìn. Chất xương như vậy, cũng không giống với xương động vật khác. Thế nhưng mảnh xương này ta lại đột nhiên không nhìn ra được nó xuất phát ở đâu. Vừa rồi ta đã nhìn đi nhìn lại mất lần, thì cốt của nhị di nương đã tìm lại được không sót mảnh nào, thế nhưng mảnh thừa ra này lại nằm ở đâu? Phục Linh làm sao mà biết được xương ở đâu đến, nàng nhìn mảnh xương rồi lại nghe Tần Hoan nói đó là xương người thì chỉ cảm thấy trên lưng toát mồ hôi lạnh. Tần Hoan Nghiệm thi là nghiệm thi, khám bệnh là khám bệnh. Thế nhưng cầm xương người chết về phòng thì nghĩ thôi cũng khiến người ta khiếp sợ rồi. Nhìn dáng vẻ chuyên chú kia của Tần Hoan, Phục Linh tự hiểu được nàng không khuyên nhủ nổi rồi. Phục Linh đứng bên cạnh pha trà, Tần Hoan ngồi trên giường xem xương. Một mảnh xương nhỏ mà lại làm khó Tần Hoan, nàng xem đến tận khi màn đêm buông xuống nhưng vẫn không nhìn ra được rốt cuộc là xương ở đâu. Ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn liên miên không dứt phục linh mới nói một hồi mưa thu rồi khí lạnh thì đến chiều quả nhiên thời tiết đã chuyển lạnh lên rất nhiều tần hoan vốn đã không thích ra ngoài cho nên cơn mưa này mà nói đối với nàng cũng chẳng có gì sốt ruột ngược lại mưa lớn một trận thì khắp nơi cũng chỉ nghe thấy tiếng mưa các loại tạp âm huyên náo ồn ào lập tức bị che lấp trời đất ngăn cách lúc này chính là một loại yên tĩnh khác thường là một thời điểm tốt để luyện chữ đốt hương Thế nhưng đến tận tối rồi vẫn nắm chặt mảnh xương kia không buông. Thế tử Điện Hạ và chi phủ đại nhân đều đã quay về nha môn, hiện tại vẫn chưa quay lại nên chắc là không tìm được kết quả gì. Phục Linh vừa thu dọn bàn cho Tần Hoan vừa nói, nhưng thật ra Tần Hoan đã sớm nghĩ đến rồi. Nhị Di nương đã chết được 8 năm, lúc đó nàng ta đã vào phủ được 2 năm rồi. Nếu Tần An nói hắn mua được Nhị Di nương trong tay tên bắt cóc thì bọn họ đương nhiên phải tra hồ sơ từ ít nhất 10 năm trước. Đã qua lâu như vậy, mỗi một ngày nha môn đều viết ra một lượng công văn rất lớn về đủ mọi chuyện linh tinh chứ không riêng gì chuyện tố tụng hình ngục. Chỉ có điều để tìm được những hồ sơ này ở trong khố phòng thì cũng không mấy dễ dàng. Càng đừng nói trong đống hồ sơ như núi cao biển rộng đó mà tìm được tung tích người giống với nhị di nương. Tần Hoan biết khối lượng công việc này rất lớn, cũng vì nha môn chi huyện từng tầng từng tầng truyền công văn lên trên, cho nên mấy vụ án như mất tích có đôi khi cũng bị dưới huyện nha quên mất. Hoặc là nhị di nương có lẽ không phải là người ở Cẩm Châu, mặc dù người nhà của nàng báo quan, thế nhưng cũng có khả năng là Kiến Châu hoặc Thịnh Châu hoặc Phong Châu ở xa hơn chút. Chưa kể cũng sẽ cực kỳ có khả năng người tìm kiếm sổ sách cho rằng nhị di nương không phải người Cẩm Châu nên mới không cẩn thận mà bỏ qua chuyện này nhất định phải cần rất nhiều thời gian, cho nên ba ngày này Tần Hoan cũng không gấp chờ kết quả. Dùng bữa tối xong Tần Hoan mới nhớ lại tối nay phải làm thuốc mỡ cho Tần Lệ, cho nên nàng lấy thuốc phục linh mới đi lấy về hôm nay ra làm. Đến lúc vừa làm xong thì bên ngoài cửa sổ phòng sưởi cũng vang lên tiếng gõ cửa. Phục Linh đã sớm thành thói quen, nàng tiến lên mở cửa sổ ra, tần lệ ở bên ngoài trên người lạnh lẽo ướt sũng. Hắn nhìn thấy Phục Linh thì trong mắt cũng không còn vẻ trêu đùa chọc ghẹo như trước kia nữa. Tần Hoan cầm gói thuốc và thuốc mỡ bước đến, "Đây là thuốc mới, vừa uống vừa bôi, loại thuốc bôi này bên trong vẫn thiếu một vị thuốc nữa, chi tiết ta đều đã biết trên giấy, sau khi trở về ngươi tự phái người tìm đến cho mình đi." Tần Lệ gật đầu, mặc dù hắn bị bệnh thế nhưng sai khiến người thì vẫn có thể. "Cửu muội muội, vụ án của Liễu thị và Lưu quản gia đã có manh mối rồi à?" Đã nhiều ngày như vậy, Tần Lệ đều chưa hề hỏi qua, thế nhưng lúc này lại hỏi. Tần Hoan nhíu mày. Nhị ca hỏi cái này làm gì? Đáy mắt Tần Lệ chớp lóe. Trong phủ xảy ra chuyện như vậy đương nhiên ta phải quan tâm một chút. Tần Hoan nhìn Tần Lệ dây lát. Đang điều tra lai lịch nhị di nương. Lông mày Tần Lệ cau lại. Lai lịch của nhị di nương? Đúng là như thế. Giọng nói Tần Hoan đầy vẻ thăm dò. Năm đó lúc nhị di nương nhập phủ thì nhị ca cũng không tính là nhỏ, không biết nhị ca có nhớ được nhị di nương là người ở đâu không? Chương 157. Tần Lệ cụp mắt lắc đầu. Mẫu thân không cho mấy người bọn ta nói chuyện với nhị di nương, cũng không cho chạy đến chỗ đó chơi, nên ta không biết. Nói xong, Tần Lệ hơi sốt ruột. Mưa rồi, ta không ở lâu nữa. Trời lạnh thế này cửu muội muội nhớ chú ý thân thể, ta đi trước đây tần hoan lẳng lặng nhìn tần lệ xoay người rời đi đợi khi không thấy bóng người nữa thì nàng mới chậm rã khép cửa sổ lại mặc dù ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách suốt đêm thế nhưng đêm nay tần hoan ngủ vô cùng yên giấc sáng hôm sau nàng thức dậy lúc mặt trời đã nhú lên thế nhưng bên ngoài vẫn chưa ngớt mưa vì trời mưa nên nàng không thể đi lại trong viện được cho nên đành phải quay lại giường phục linh thức dậy theo lẽ thường cẩn thận bên nước rửa mặt và các loại hương cao đi sang. Đến trước cửa phòng thì lắng tay nghe tiếng thở của tần hoan, nàng phát hiện ra có điều gì không đúng cho nên mới từ từ kéo màn giường lên. Màn che vừa được kéo lên thì Phục Linh lại kinh ngạc hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu thư, sao người vẫn đang nhìn xương người thế? Tần Hoan ngồi dựa dầu vào thành giường, trên tay vẫn cầm mảnh xương kia. Ban đầu Phục Linh vẫn cảm thấy đâu là điểm gở, thế nhưng hiện tại lại quen rồi. Tần Hoan thở dài, vẫn không nghĩ ra mảnh xương này là xương ở đâu, chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi sao? Nàng vừa nói xong đột nhiên đáy mắt sáng lên, "Kho sách trong phủ có sách thuốc hay không?" Câu hỏi như này nhưng làm khó Phục Linh. Nô tỳ không biết, có điều đại thiếu gia nhất định biết, tiểu thư đến hỏi thiếu gia thử. Ngày xưa Tần Hoan đã đọc qua kiến thức về xương và mạch trong sách thuốc, ngày đó nàng cũng đã nghiên cứu rất lâu vốn tưởng rằng dựa vào trí nhớ của nàng thì tuyệt đối sẽ không quên thế nhưng hiện tại thậm chí chỉ một mảnh xương nhỏ thôi cũng khiến nàng không nhận ra được lúc này tần hoan mới vén chăn lên rồi xuống giường mau thay quần áo chúng ta đi tìm đại ca tính cách này của tần hoan phục linh cũng biết mặc dù vậy nàng vẫn phải cười khổ một tiếng tốt xấu gì tiểu thư cũng phải dùng bữa sáng đã chứ Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn hầu hạ tần hoan rửa mặt trải đầu cẩn thận ngay ngắn. Rửa mặt trải đầu chỉnh đốn trang phục xong, tần hoan nhìn mâm đồ ăn sáng đã mang đến nhưng chỉ uống một ngụm nước canh rồi thôi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại, chỉ lẳng lặng rơi xuống như một lớp rèm tơ trong suốt. Phục Linh mở ra một cây dù màu xanh rồi đi về hướng lâm phong viện. Vừa đi đến cửa thì tần hoan nhìn thấy tần sương đến trước các nàng một bước, đang vào bên trong viện. Phục Linh thấy thế liền khẽ nói. Tiểu thư không biết chứ, ngũ tiểu thư và lục tiểu thư trở mặt, không biết đêm qua phu nhân giá nói gì đó với lục tiểu thư khiến cho nàng khóc lóc rất nhiều, sau đó lại ở trước mặt hại nhân nói rằng ngũ tiểu thư nói xấu nàng. Tần Hoan lắc đầu, chuyện xảy ra giữa Tần Tương và Tần Sương chính là chuyện ở bên ngoài rừng trúc hôm qua. Tần Tương bảo vệ mẫu thân, còn Tần Sương không cam lòng cho nên mới làm ẩm ý lên. Đừng quản những thứ này. Tần Hoan nói một câu nhưng vẫn đi về phía trước, Phục Linh lại khẽ nói. Phải, chúng ta cứ mặc kệ, hiện tại địa vị của tiểu thư cũng không thấp, chúng ta chẳng sợ gì bọn họ cả. Tần Hoan nghe thấy thế thì bật cười, nàng đi thẳng vào trong sân lâm phong viện. Hầu nô nhìn thấy bọn họ đến thì ngay lập tức đi vào bẩm báo, chẳng bao lâu sau mặc thư đã chạy từ trong ra nghênh đón. Mấy ngày nay không thấy cửu tiểu thư đến thăm, mời vào. Mặc thư vẫn nhiệt tình như trước đây, tần hoan vừa đi vào đến phòng trong thì đã nhìn thấy tần sương đỏ bừng mắt đang nói nói gì đó. Tần sương vừa thấy tần hoan đến liền lau sạch nước mắt rồi không nói thêm gì nữa. Tần hoan cười. Đại tẩu, ta đến làm phiền người rồi. Diêu tâm lan ngồi tựa vào giường. Ta chỉ mong sao muội ngày nào cũng đến đây ấy chứ. Có phải do hôm nay chi phủ đại nhân và thế tử điện hạ không đến phủ ta cho nên muội mới rảnh rỗi để chạy đến đây? Tần Hoan thở dài. Muội vẫn chưa biết nữa, muội đến đây thật sự là muốn làm phiền đại tẩu một chuyện. Muội vốn là muốn đến tìm đại ca, thế nhưng hình như đại ca không có ở đây. Diêu Tâm Lan nhìn Tần Hoan hơi kinh ngạc, Tần Hoan cũng không chủ động mở miệng nhờ bọn họ giúp nàng. Cửu muội muội nói nhanh lên, là gặp phải chuyện gì rồi hả? Tần Hoan liền nói thẳng, muội muốn tìm mấy cuốn sách thuốc, không biết kho sách trong phủ có hay không bởi vì lần trước muội thấy hoác công tử đến đây mượn sách cho nên muội nghĩ nếu như trong kho tần phủ có thì tốt quá rồi đỡ phải ra bên ngoài tìm thì ra là thế diều tâm lan cười cười chẳng phải chỉ là mượn sách thôi sao sao lại gọi là làm phiền rồi đại ca muội đến thăm phụ thân rồi sáng hôm nay nghe nói phụ thân không khỏe lắm có điều chuyện kho sách này ta có thể làm chủ chìa khóa ở ngay trong viện bọn ta ta bảo mặc thư đi lấy chìa khóa đến đây cho muội nhé cũng không biết muội muốn tìm sách gì, ta cũng không hiểu gì lắm, thế nên tự muội đi xem nhé. Điều này thì không thể tốt hơn, Tần Hoan vội nói. Đa tạ đại tẩu. Diều Tâm Lan khoát tay, sau đó mới phân phó Mặc Thư, chỉ một lát sau Mặc Thư đã lấy chìa khóa đến dẫn các nàng đến kho sách. Rời khỏi Lâm Phong viện, Tần Hoan nói, xem ra khí sắc của đại tẩu đã tốt lên rất nhiều rồi. Mặc Thư cũng thở dài, phải đó, Mấy hôm nay tâm trạng tiểu thư rất tốt, cả người thư thả hoạt bát hẳn lên, hàng ngày ra ngoài đi dạo thấy tinh thần tiểu thư tốt hơn nhiều so với trước kia rồi. Đại thiếu gia ngày nào cũng bầu bạn bên cạnh, cuối cùng nô tỳ đã được yên tâm rồi. Mưa bụi dốc rách, hoa và cây cảnh sum xuê xanh tốt nhìn như được phủ lên một làn sương mỏng ở phía xa xa. Tần Hoan nghe Mặc Thư nói thì trong lòng hơi yên tâm, thế nhưng trước đây Diêu Tâm Lan bị hạ thuốc, còn có ác mộng của diêu tâm lan nữa đều giống như mưa bụi này đang bao phủ tầng tầng lớp lớp mờ ảo trong lòng nàng, xa không thấy rõ, gần cũng không sờ được, thế nhưng nó lại thực sự tồn tại. Mặc thư một mình che dù đi ở phía trước, phục linh che dù cho tần hoan đi ở phía sau, ba người đi thẳng thành một hàng thẳng đến kho sách. Tần phủ là hộ đại phú đại quý, thế nên trong nhà đương nhiên sẽ có lưu trữ nhiều ghi chép. Tần hoan đi vào trong, nhìn thấy sách được lưu trữ nhiều như vậy lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Mặc thư đứng ở ngoài cửa nói. Cửu tiểu thư tự mình vào xem đi, sách thuốc là có thế nhưng không biết có loại cửu tiểu thư muốn hay không. Tần Hoan gật đầu, một mình bước vào trong kho sách. Trong kho không tính là rộng thế nhưng trên mỗi giá đều được bày kín sách các loại. Chưa đi được mấy bước Tần Hoan đã thấy được khu vực của sách thuốc. Thế nhưng suy cho cùng đây cũng là mấy loại sách nhập môn, mấy tên sách này tần hoan đều đã đọc qua rồi chủ yếu nói về tính năng các loại thuốc muốn tìm sách về xương gân mạch lại không tìm được nàng đi một vòng quanh các kệ sách càng đi vào sâu thì càng gặp nhiều bức tranh cổ của các danh họa một vài trong số chúng còn bị khóa lại tần hoan không khỏi có chút thất vọng rồi cũng may mà nàng không ôm quá nhiều hy vọng tìm không thấy thứ mình muốn nên nàng đành phải đi ra ngoài Mặc thư và Phục Linh nhìn thấy nàng hai tay trốn trơn đi ra liền biết tần hoan không có thu hoạch gì. Mặc thư cảm thấy hơi áy náy. Cầu tiểu thư tìm sách gì vậy? Hay là phái người ra bên ngoài mua? Sách thuốc chính là bí truyền, huống chi sách nàng muốn tìm chắc chắn giờ chỉ còn lại các bản đơn lẻ. Tần hoan lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy, cũng không phải nhất định phải tìm thấy. Sau này nếu có duyên được thấy thì tốt rồi. Tần Hoan nói rất chân thành, Mặc thư liền thở dài. Vâng, vậy cửu tiểu thư có cần phải quay trở lại lâm phong viện nữa không? Kho sách này nằm ở phía đông phủ, tần hoan nghe thấy thế liền nhìn thoáng qua phía tây. Ta chỉ sợ vẫn còn phải đi qua bên đó xem. Mặc thư biết nàng phải giúp Yến Trì và Hoác Hoài tín tra án, cho nên nghe thấy thế liền gật đầu. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Mặc thư nói xong liền rời đi. Tần Hoan và Phục Linh đứng trước phòng sách nhìn nàng rời đi rồi mới đi sang bên phía tây. Lúc hai người đi qua con đường nhỏ bên cạnh vườn hoa đã nhìn thấy mấy cây quế. Hôm qua mới nếm qua bánh quế hoa vẫn còn dư vị thơm ngon trong đầu. Tần Hoan nhìn cây quế ướt nhẹp phủ đầy nước mưa, sau đó lại nhìn thấy mấy nụ hoa vàng nhạt mong manh sắp rụng xuống khiến Tần Hoan hơi chút đau lòng. Dù sao nàng đi qua phía tây cũng chỉ định để nhìn lại thi cốt của Nhị Di Nương mà yến trì còn chưa nhập phủ nên nàng hoàn toàn không vội, bước chân nàng đột nhiên dừng lại rồi nói: "Mấy nụ hoa này nhìn như sắp rụng xuống rồi, chúng ta cứ dứt khoát hái xuống đi, mang về làm rượu hay làm hương cũng được." Phục Linh nghe thấy thế liền cười rộ lên: "Tiểu thư cầm dù đi, nô tỳ đi hái." Tần Hoan cầm lấy dù còn Phục Linh vui vẻ xông ra ngoài, có thể thấy được tính tình Phục Linh rất thích mấy chuyện lý thú này có điều từ trước đến nay đi theo cửu tiểu thư nên đã bị bó buộc đi không ít. Do bị mưa tạt cả đêm nên mấy nụ hoa lung lay sắp dụng này bị Phục Linh chạm nhẹ một cái liền rơi xuống luôn. Phục Linh lấy túi hương và khăn trong tay áo ra, hái hoa bỏ vào túi rồi lại lấy khăn tay bọc ra ngoài. Hai người đều không mang theo đồ vật gì để đựng, cho nên thấy Phục Linh cẩn thận như vậy, Tần Hoan cũng cảm thấy nàng thật dễ thương, nhất thời nghĩ đến khoảng thời gian trước đây ngay từ đầu nàng cũng không phải người dịu dàng yên tĩnh như vậy hồi bé đi theo phụ thân lăn lộn khắp nơi nên không được ma ma giáo dưỡng những chuyện nữ nhi khuê các bình thường nên nàng càng không tập cầm kỳ thi họa như người khác nàng chỉ yêu thích duy nhất hai việc là đánh cờ và xem sách đơn giản là vì phụ thân cũng thích chữ viết và khả năng đánh cờ của nàng là học được từ phụ thân còn mẫu thân nàng mặc dù thích chơi đàn thế nhưng vì thân thể quá yếu ngay cả mang đàn da gầy nhẹ cũng không chứ đừng đừng nói dậy nàng. Còn nói về vẽ tranh, nàng chỉ có thể coi là một tay ngang mà thôi. Lúc phụ thân nàng nhâm chức đề hình tuần tra sứ ở Lương Châu phía Bắc 2 năm, trong viện nhỏ của phụ thân cũng có hai cây quế. Năm ấy vào khoảng tháng 9 đến 10, trên hai cây quế nở hoa vàng tươi chi chít đầy trên cây. Nụ hoa nho nhỏ thế nhưng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra làm lon động giác quan ở phương Bắc xa xôi tiêu điều sơ xác hưu quạnh hơn nhiều so với phía Nam, có thể nói đây chính là phong cảnh đẹp mắt nhất rồi. Lúc đó nàng mới chỉ là một đứa trẻ, lão bộc trong nhà muốn đi lấy hoa quế làm bánh ngọt cho nàng ăn thế nhưng bị nàng ngăn cản, đôi tay nhỏ bé của càng cứ thế cầm lấy một mảnh khăn, cứ thế đứng ở dưới tảng cây chờ đợi nụ hoa kia rụng xuống. Mẫu thân cười nàng ngốc, phụ thân lại nhấc bồng nàng lên chạm vào đầu cành hoa quế kia đôi tay nhỏ bé tròn chỉnh của nàng, một tay đỡ bên dưới còn tay kia vỗ vỗ lên đầu cành. Cành cây vừa động thì ánh vàng rực rỡ của hoa quế đã rơi vào trong lòng bàn tay trắng như tuyết của nàng. Nàng vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu, mùi hoa quế ấm áp mà say nồng, suýt nữa khiến cho cả tuổi thơ của nàng đắm chìm trong đó. Tiểu thư tiểu thư, chúng ta đi về rồi lấy một cái mẹt thật lớn đến đây đừng đi. Giọng nói vui vẻ của Phục Linh kéo Tần Hoan từ trong hồi ức qua ngoài. Nàng hồn hồn lại rồi nhìn thấy túi hương của Phục Linh đã đựng đầy rồi. Ngay cả trên khăn tay của nàng cũng đã gói lại thành một bọc hoa quế lớn. Chính vì chứa không nổi nữa nên mới phải dùng cả hai tay để cầm khăn. Khóe môi Tần Hoan hơi cong. Được, đợi chút nữa bảo mấy người ván đường đến đây lấy đi. Phục Linh nghe xong thì cười rộ lên, khẽ khép hờ mắt rồi ngửi một cái. Thơm thật đấy, muốn ăn bánh quế hoa lưu đại nương làm ghê tần hoan bật cười thấy phục linh vẫn đứng dưới gốc cây quế dầm mưa thì tiến lên che dù cho phục linh muốn ăn thì chút nữa lại đi một chuyến bảo ngày mai bà ấy làm cho ngươi ăn là được nhớ rõ là phải lấy một chút điểm tâm đem đến đó tần hoan vừa nói vừa che dù cho phục linh thế nhưng vừa đưa đến gần vai phục linh thì đã nghe thấy xoẹt một tiếng ý cười trên mặt chủ tớ hai người đột nhiên đông cứng ngẩng đầu lên thì thấy cây dù xanh đã bị một cành cây thò ra ngoài quẹt rách rồi tần hoan nhíu mày phục linh méo miệng à đây chính là cây dù đẹp mắt nhất của viện chúng ta đó vì nhìn nó hợp với tiểu thư thế nên nô tỳ chọn đi chọn lại mới được nó tần hoan cũng hơi đáng tiếc trách ta vậy mà cũng không phát hiện ra không 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 trách nô tỳ do nô tỳ đứng ở dưới tán cây này ngay lúc chủ tớ hai người còn đang tranh nhau thì có một đoàn người đi đến từ phía bên trái con đường này đến đây. Người đi đầu vừa nhìn thấy Tần Hoan và Phục Linh thì lập tức nghênh tiếp. Bái kiến Cửu tiểu thư. Tần Hoan vừa quay đầu lại thì thấy hơi kinh ngạc, thật ra đó là Thái Hà. Sao ngươi lại ở đây? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 158. Thái Hà quay đầu lại rồi nhìn thoáng qua mấy nam bộc ở phía xa. Cửu tiểu thư không biết đó thôi. Hôm qua chi phủ đại nhân và thế tử điện hạ nói là không cần tra xét gì thêm trong rừng trúc nữa, mà lão phu nhân vẫn đang kiêng kỵ miệng giếng kia cho nên mới cho người đến phủ đất lấp chặt giếng luôn. Tần Hoan nhìn về phía mấy nam đinh trên giày vẫn còn dính bùn. Lấp xong rồi à? Thái Hà gật đầu. Cũng gần như xong rồi, ngay chỗ giàn hoa cũng đã trải gạch lên rồi, lần này lão phu nhân mới có thể yên tâm. Cửu tiểu thư không biết chứ hai hôm nay lão phu nhân đều cảm thấy ngủ không yên giấc. Trong lòng Tần Hoan thấy hơi quái gì, tưởng thị vậy mà lại mê tín đến trình độ này rồi cơ à? Thái Hà vừa nói xong thì thấy Tần Hoan và Phục Linh đứng ở chỗ này hơi kỳ lạ. Nàng vừa quét mắt quan sát xung quanh thì thấy cây dù trong tay Tần Hoan đã bị rách rồi. À, dù này bị hỏng rồi, cửu tiểu thư có cần nô tỳ mang một cây mới đến cho người không? Cây này cứ ném đi luôn là được. Tần Hoan nhìn nhìn chỗ rách rồi lắc đầu. Không cần đâu, chỉ một chút lỗ thủng thôi mà. Thái Hà nhìn thấy Tần Hoan có vẻ như rất yêu quý cây dù này. Cây dù này cũng thật sự rất đẹp, lại còn rất tao nhã. Thế này đi, nô tỳ bảo người trong nhà kho tìm đúng loại dù này đưa đến cho cửu tiểu thư được không? Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đột nhiên Tần Hoan cảm nhận được vì sao Thái Hà tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được tường thị coi trọng rồi. Được vậy thì thật sự quá tốt, làm phiền ngươi rồi." Thái Hà nhún người, "Lời này sao Thái Hà dám nhận, xin cửu tiểu thư chờ một lát." Tần Hoan gật đầu, Thái Hà liền dẫn mấy nam đinh rời đi, phục linh khẽ nói. "Thái Hà tỷ tỷ thật sự là biết cách đối nhân xử thế, liếc mắt một cái liền biết tiểu thư đang nghĩ gì." Tần Hoan khẽ cười, cho nên nàng ta mới có thể làm người hầu thân cận bên cạnh lão phu nhân. "Chúng ta mau về thôi." Cũng may dù này chỉ bị rách một chút, vẫn đủ cho chúng ta che chắn. Giọng nói tần hoan thoải mái, ý cười rõ ràng. Phục Linh hai tay vẫn ôm lấy khăn hoa quế rồi chui vào trong dù. Tâm tình vui vẻ mà trước nay chưa từng có. Tiểu thư có nhớ rõ không? Hồi trước đến mùa thu là lão gia và phu nhân cũng cho người đi hái hoa quế. Lúc ấy nô tỳ hái được nhiều nhất, chính vì thế lão gia còn thưởng cho nô tỳ nữa. Tần Hoan ngạc nhiên. À được thưởng gì vậy? Phục Linh mím môi. Hai, nô tỳ biết ngay tiểu thư không nhớ ra mà, có điều chuyện đó là tận mãi sau này rồi, lão gia thưởng cho nô tỳ một khối ngọc bội. Ngọc bội đó nô tỳ vẫn đeo trên người, thế nhưng năm ngoái tiểu thư bị bệnh nên đã bị tên tiền bách nhận kia lấy đi rồi. Tần Hoan trao mày. Còn có chuyện này cơ à? Phục Linh hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, cho nên mới nói hắn không phải người tốt. Tần Hoan thở dài. Thôi sau này ta mua cái khác cho em là được. Nô tỳ không cần, nô tỳ chỉ hy vọng tiểu thư khỏe thôi. Phục Linh nói xong thì ưỡn ướn ngực. Một miếng ngọc bội có thể chữa khỏi được bệnh của tiểu thư, nô tỳ cảm thấy cực kỳ xứng đáng. Tần Hoan không nói gì thêm nữa, chỉ ghi nhớ chuyện này vào trong lòng. Vừa rồi nghĩ đến chuyện xưa khiến cho tâm trạng nàng hơi buồn, thế nhưng khi nhìn thấy Phục Linh thì chốt buồn phiền này đã phai nhạt đi khá nhiều. Có điều suy nghĩ của nàng lại tiếp tục hướng về kinh thành ở nơi cách xa đây ngàn dặm. Sự kiện kia đã qua được hơn một tháng rồi. Ông Vương đã ngồi lên vị trí thái tử. Có lẽ tất cả đều đã kết thúc rồi. Nàng thì lại vẫn còn đang ba chìm bầy nổi ở cầm châu này. Rốt cuộc là đến khi nào nàng mới có thể có cơ hội quay trở lại kinh thành chứ? Chủ tớ hai người quay trở về viện. Phục Linh đi trước để hoa quế xuống rồi sau đó mới đi gọi mấy người vãn đường phân phó vài câu xong vãn đường dẫn theo vãn lê, vãn hạnh, vãn đào cùng nhau đi hái hoa. Tần hoan để hoa mới hái lên trên lư hương, mùi trầm hương quyện với mùi hoa quế ngay lập tức tràn ngập không gian trong phòng. Tiểu thư chế hương như vậy thôi sao? Phục Linh tò mò mở to mắt, tần hoan lại nói. Người xưa đốt vỏ thông, bách, trần bì để tạo mùi thơm, mặc dù trong điều chế hương thì đúng là có cách này thật thế nhưng chúng ta làm vậy cũng không thể khiến cho gian phòng này thơm mãi được, chẳng khác nào muối bỏ biển. Đôi mắt Phục Linh lấp lánh nhìn Tần Hoan, "Sao tiểu thư lại biết nhiều như vậy?" Vừa dứt lời thì cửa viện có tiếng vang nhỏ, Phục Linh đứng dậy. "Có lẽ là mang dù giấy đến rồi." Chưa dứt câu thì Phục Linh đã chạy nhanh ra ngoài, Tần Hoan chỉ nghe thấy nàng nói với Nghe A mấy câu rồi chẳng bao lâu sau Phục Linh đã ôm một chồng dù giấy đi vào có điều vừa vào đến cửa thì Phục Linh đã cười khổ. Tiểu thư, đây đúng là, chúng ta muốn là dù giấy màu xanh, thế nhưng tiểu nô kia đem đến lại toàn là dù màu đỏ tươi, giờ phải tính sao đây? Tần Hoan ngước mắt lên nhìn, quả nhiên trong tay Phục Linh ôm toàn dù giấy màu đỏ tươi. Phục Linh thở dài. Nhất định là Thái Hà chưa nói chúng ta muốn là màu gì rồi, hoặc là tiểu nô ở phòng kho kia cố ý. Tiểu thư, chúng ta đi đổi lại lần nữa đi. Tần Hoan nhìn đống dù giấy dây lát rồi khẽ cười cười. Không cần đâu. Phục Linh gật đầu, Tần Hoan đứng dậy nói. Mang kéo đến đây, rồi mang cả bạch hạch cao mà ngày hôm qua ta làm còn dư đến đây. Phục Linh không biết Tần Hoan muốn làm cái gì, thế nhưng vẫn cứ làm theo. Chỉ thấy Tần Hoan cầm mấy cây dù màu đỏ tươi lên rồi cắt vài nhát, sau đó lại bảo Phục Linh cầm cây dù bị rách ban nãy vào. Cây này đã dùng một lúc rồi nên bên trên vẫn còn đọng lại hơi nước phục linh căng dù lên rồi giữ chặt tần hoan cầm một mảnh giấy đỏ vừa cắt ra rồi nghiêng người xuống dán một lúc sau nàng đứng thẳng người dậy em xem này phục linh nghe thấy thế liền cầm dù lên nhìn căn bản trên mặt dù chỉ vẽ tranh hoa sen thủy mặc trên nền xanh thế nhưng hiện tại lại có thêm một đó hoa sen màu đỏ tươi nữa hoa sen đỏ như ẩn như hiện dưới nét vẽ bức tranh thủy mặc tao nhã này đột nhiên có thêm màu sắc và sức sống hẳn lên nét cười trên mặt Phục Linh lại càng lúc càng tươi. Tiểu thư gió là, quá lợi hại rồi. Đáy mắt tần hoan lộ ra chốt đắc ý mà xưa nay hiếm thấy, thế nhưng nàng không hề khoe khoang, chỉ có ý cười xâm chiếm nơi khóe mắt khiến cho vẻ mặt luôn lạnh lùng của nàng trở nên tươi sáng và sống động hơn. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay người trong nha môn không đến đây à? Phục Linh lên tiếng. Phải, thế tử Điện Hạ vẫn chưa đến đây. Tần Hoan quay sang nhìn Phục Linh dây lát. Ta nói là nha môn. Phục Linh đang cục dù lại rồi lầm bầm. À, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư nhắc đến Thế tử Điện Hạ. Mấy hôm nay thấy tiểu thư và Thế tử Điện Hạ nói chuyện nhiều hơn so với trước đây rất nhiều. Phục Linh nói xong thì Tần Hoan dường như cũng đã phản ứng kịp. Từ khi biết Yến Trì thay đổi thân phận, rồi Yến Trì lại chính thức đến đây để điều tra án mạng. Ngày xưa hắn thở ơ với mọi thứ, còn hiện tại hắn đã trở thành chủ quan của vụ án này cho nên liên hệ giữa hắn và nàng lập tức lại nhiều hơn yến chỉ tâm tư nhanh nhẹn trí tuệ và mưu kế vô song mặc dù chỉ là lần đầu tiên tra án thế nhưng mỗi lần nàng nói ra suy đoán gì là hắn luôn luôn nghe một hiểu mười nàng và hắn trước kia chưa từng gặp mặt thế nhưng hiện tại lại có chút ngầm ăn ý nhau nếu yến chỉ không đến nghĩa là phải chậm trễ thêm vài hôm nữa nên hiện tại tần hoan không đến tây viền nữa cũng vào lúc này thì cửa viện một lần nữa bị đẩy ra, có mấy tiếng cười nói truyền vào bên trong. Trong lòng Tần Hoan biết là mấy người vãn đường đã trở về rồi nên cũng đứng lên đi ra cửa xem. Ở ngoài sân, đám người vãn đường mỗi người cầm một cây giỏ trúc nhỏ, lại mỗi người che một cây dù. cái khác không nói, chỉ nhìn mấy người đứng dưới mưa cười nói như vậy cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Vãn đường thấy Tần Hoan đi ra liền chạy đến. Tiểu thư, Bọn ta nghe lệnh người không dám hái quá nhiều. Tần Hoan gật đầu, mấy người vãn đường thu dù lại rồi mang giỏ trúc của mình vào trong. Phục Linh nhìn qua từng giỏ, chợt thấy bên trong một giỏ lại có lẫn vào mấy đóa hoa cúc trắng nhỏ, đáy mắt Phục Linh sáng lên. Còn hái cả hoa hương tuyết hải à? Phục Linh lại hơi do dự không chắc lắm. À, đây là hoa hương tuyết hải hay là hoa dao đài ngọc phụng nhỉ? hoa hương tuyết hải và hoa dao đài ngọc phụng đều là những giống hoa cúc trắng thượng phẩm ở đại chu lúc hoa nở rộ thì to như cây đấu trắng hơn cả tuyết là hai loại hoa mà trong tiệc thưởng cúc của nhà phú quý nhất định phải có phục linh chỉ nhìn thấy nụ hoa nên không dám xác định rốt cuộc đây là loại nào bởi vì hai loại cúc trắng này khác nhau rất nhỏ chưa kể khi còn là nụ hoa chưa nở thì lại còn khó phân biệt hơn vãn đào tiến lên một bước trong mắt có chút vui vẻ là hương tuyết hải, phục linh tỷ tỷ xem này, đây chính là một đóa hương tuyết hải còn chưa nở rộ, tỷ tỷ nhìn vào bên trong sẽ có nhụy màu vàng. Có điều hiện tại vẫn chưa nhìn ra mà thôi, ta cắt cả nhánh xuống nên có thể cắm ở trên bàn của tiểu thư, mấy ngày nữa sẽ nở thôi. Phục Linh nhìn vào chỗ vãn đào chỉ rồi thán phục. Wow, đúng vậy nè. Vẻ mặt vãn đào tràn ngập chờ mong được khích lệ, Phục Linh cũng khen ngợi nàng một, hai câu còn tần hoan vốn đang đứng bên cạnh lại đột nhiên xoay phát người đi vào trong phòng. Hành động đột ngột này của nàng khiến mấy người đang mải ngắm hoa kia sừng sốt, vãn đào lại càng trợn mắt lên, vui vẻ trên mặt tan mất sạch, chỉ còn sót lại chút sợ hãi. Có, có phải ta làm gì sai hay nói bậy rồi không? Phục Linh thả giỏ chốc xuống. Ta đi xem, các người chờ ở đây, chắc không có gì đâu. Phục Linh xoay người bước vào phòng, đi thẳng vào bên trong phòng ngủ thì mới thấy tần hoan. Nàng đang đưa lưng về phía Phục Linh, đầu hơi cúi nên không biết là đang nhìn cái gì. Phục Linh nghi hoặc đi đến bên cạnh tần hoan, vừa nhìn lại thấy hơi giờ khóc giờ cười. Trong tay tần hoan vẫn đang cầm mảnh xương kia, vừa rồi đột nhiên chạy vào đây hóa ra chính là đến đến nhìn xương à. Phục Linh bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình mê muội quá rồi, nàng đang định nói chuyện thì thấy tần hoan đôi mắt sáng ngời ngẩng đầu lên. Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Hóa ra là như vậy. Trong mắt tần hoan trong veo như ánh trăng, vẻ mặt tràn đầy năng lượng, khiến cho cả khuôn mặt sáng rực động lòng người. Thế nhưng Phục Linh lại nghe không hiểu lời nàng vừa nói. Phục Linh ngẩn người rồi ngạc nhiên nói. Tiểu thư làm sao thế? Người không nghĩ đến cái gì? Tần Hoan lại cúi đầu liếc mắt một cái về mảnh xương kia, tựa như khẳng định điều gì đó rồi lại ngửa đầu lên nhìn Phục Linh. Ta thật không ngờ, ta vẫn cho rằng đây là xương của người lớn, cho nên mới không nhận ra. Thế nhưng ai nói đây nhất định là xương của người lớn chứ, cũng có khả năng đây là xương của một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành. Chương 159, không chỉ có một bộ xương một. Phục Linh mở to mắt nhìn Tần Hoan, nhất thời không phản ứng kịp. Xương của tiểu hài tử. Tần Hoan gật đầu, đúng vậy trước đây ta vẫn cứ nghĩ đây là xương ở chỗ nào đó trên người nhị di nương cho nên nhìn lâu như vậy vẫn không nghĩ ra là xương ở chỗ nào thêm nữa thì cốt của nhị di nương cơ bản đã đầy đủ rồi vừa rồi nghe thấy mọi người nói đến chuyện phân biệt hoa thì ta mới nghĩ đến có lẽ ta đã sai ngay từ đầu rồi nếu đây căn bản là xương của tiểu hài tử còn chưa trưởng thành thì đặt lên người nhị di nương đương nhiên sẽ không thích hợp hoặc là đặt lên người lớn mà suy tính thì đương nhiên cũng sẽ không đoán ra được xương này nằm ở vị trí nào phục linh nghe đến đây liền hiểu trên mặt tỏ ra vui vẻ rốt cuộc tiểu thư cũng đã nghĩ thông rồi vậy thì tiểu thư đã biết mảnh xương này nằm ở đâu chưa tần hoan nhìn mảnh xương trong lòng bàn tay nhíu mày một lúc có hơi giống xương bàn tay với hình dáng và độ rộng này thì có lẽ chính là mảnh xương đệm thứ hai hoặc thứ ba trên bàn tay phục linh nhìn thoáng qua mảnh xương trong tay tần hoan mặt mày nhăn lại nhưng mà tiểu thư Sao trong giếng lại xuất hiện xương của tiểu hài tử? Tần Hoan nắm chặt lấy mảnh xương, thân sắc càng lúc càng nặng nề. Ta cũng đang suy nghĩ tại sao trong giếng lại có xương của tiểu hài tử. Không chỉ có không nên có xương của tiểu hài tử, mà bất luận mảnh xương dư thừa nào cũng không nên có. Vẻ mặt Tần Hoan trầm trọng, nàng đi lại lòng vòng trong phòng, đi được vài bước thì đột nhiên nàng xoay người lại nhìn Phục Linh nói: Vừa rồi lúc chúng ta nhìn thấy Thái Hà nàng ta nói là đã dẫn người đến lớp giếng rồi à phục linh gật đầu vâng tiểu thư nói là giếng đã lấp xong rồi tần hoan siết chặt mảnh xương trong tay nàng hít nhẹ vào một hơi nếu như đã lấp đất lên thì hiện tại không gấp rút nữa chờ đợi tin tức của thế tử điện hạ bên kia thôi thân phận của nhị di nương cũng rất quan trọng tần hoan tuy nói như vậy thế nhưng trong lòng lại hiểu được nếu đáy giếng kia thật sự có chôn thi cốt khác thì hiện tại tưởng thị lại lấp giếng đi chính là muốn che giấu điều gì đó. Mà nếu như nàng tùy tiện muốn một lần nữa đào giếng đã lấp lên thì chắc chắn sẽ bớt dây động rừng. Tần hoan trao mày suy nghĩ rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giờ này rồi, thế tử điện hạ có lẽ sẽ không đến rồi. Phục linh đuổi theo suy nghĩ của tần hoan cũng có hơi dầu dĩ. Tiểu thư có cần phái người đi xem không? Hay là chúng ta đến hầu phủ tìm Thế tử Điện hạ?" Tần Hoan lắc lắc đầu, nàng quyết định khiến cho lòng mình bình tĩnh lại. "Chờ chút nữa đi." Nói xong nàng lại nhìn thoáng qua phía cửa. "Ta không sao rồi, em mang hoa vào đây, bảo mấy người bọn họ về nghỉ ngơi đi." Phục Linh vâng lời rồi đi ra ngoài. Tần Hoan nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không biết tại sao đáy lòng lại có chút cảm giác bất an nàng cụp mắt xuống nhìn mảnh xương trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay này đột nhiên cảm thấy mảnh xương trở nên nặng nề đè chặt xuống tay nàng cơn mưa đầu tu rơi xuống liên tiếp ba ngày mặc dù vậy trong tần phủ vẫn có nha sai canh giữ có lúc hoác hoài tín đến phủ một lần thế nhưng cũng không làm gì mà chỉ ở lại một lúc rồi rời đi tần hoan lại chưa từng thấy yến chỉ đến đây trong lòng tần hoan hơi bồn chồn phục linh cũng lo lắng theo thế nhưng tần hoan biết nếu như tất cả đều không có thu hoạch gì thì Yến chỉ nhất định sẽ đưa tin về tần phủ trước tiên. Hiện tại hắn không đến phủ thì có lẽ đã tra ra được gì đó rồi. Đã bốn ngày rồi, sao vẫn không thấy thế tử điện hạ đâu? Phục Linh nhìn hoa hương tuyết hải đã nở rộ trên bàn tần hoan mà thở dài. Sau đó nàng quay sang thì thấy tần hoan lại đang xem mấy quyển sách thuốc. Hai quyển sách này là tần hoan mua được ở ngoài phố còn mảnh xương nhỏ kia đã được tần hoan để vào bên trong ngăn kéo rồi. Tần hoan nghe thấy Phục Linh nói vậy thì ngước lên. Nhất định là đã tra ra được gì rồi. Phục Linh nháy mắt mấy cái. Tra ra được thì vì sao không đến tần phủ, hung thủ vẫn còn đang ở trong phủ mà. Tần hoan thở dài thu dọn sách để sang bên cạnh, nàng mở cửa sổ ra thì thấy mưa bên ngoài đã ngớt dần rồi. Nàng vươn tay ra ngoài, mưa bụi lất phất bay bay rơi vào lòng bàn tay nàng đương nhiên là có chuyện nên mới chậm trễ rồi phục linh nghe thấy thế liền lẩm bẩm cũng không biết hung thủ có còn gây ra chuyện gì nữa không phục linh nói như vậy lập tức gợi lên sự chú ý của tần hoan thế nhưng nàng nghĩ giây lát rồi lắc đầu vẫn chưa biết thân phận của hung thủ không biết động cơ là gì cho nên cũng không đoán ra được có điều đã nhiều ngày nay trong phủ đều có nha sai canh giữ cho nên có lẽ hung thủ cũng không dám làm sằng bậy Đối tượng ra tay lần trước của hung thủ là Bát Di Nương và Lưu Quản Gia. Địa vị hai người này trong phủ không hề cao, có thể thấy được người này lúc xuống tay cũng còn có chút đắn đo. Nghĩ đến đây, Tần Hoan liền nhíu mày. Lúc Bát Di Nương chết thì trên người có mang theo một cái khăn. Nàng ta ra ngoài vào nửa đêm có lẽ đã tưởng lầm hung thủ là Lưu Quản Gia, tức là hung thủ đã mượn danh nghĩa của Lưu Quản Gia để gọi Bát Di Nương ra ngoài. Thế còn Lưu Xuân thật sự đâu? lúc lưu xuân chết là ở trong rừng trúc tím lúc đó bát di nương đã chết cho nên không thể có khả năng hung thủ mượn danh nghĩa của bát di nương lừa gạt lưu xuân đi vào trong rừng mà lê xuân mất tích một ngày một đêm thời điểm tử vong chính là giờ tuất đêm hôm đó tức là hung thủ đã tự lộ diện chính mình lừa lưu xuân đến rừng trúc có thể hung thủ biết rõ lưu xuân và bát di nương cấu kết cho nên mới mượn cơ hội này lấy lòng hoặc đe dọa sau đó Lưu Xuân liền cho rằng trốn vào bên trong rừng trúc sẽ tránh được một kiếp. Đến giờ Tuất, hung thủ mang theo đồ ăn đến gặp Lưu Xuân, nhân cơ hội đó giết hắn. Ánh mắt Tần Hoan tập trung lại, nếu hung thủ chỉ là nô bộc bình thường thì chắc chắn sẽ dùng chuyện này để đe dọa rồi lợi dụng, thế nhưng Lưu Xuân cũng không nhất định sẽ nghe theo hắn răm rắp như vậy. Ngược lại, nếu như hung thủ là người có địa vị ở trong phủ thì mới có khả năng khiến cho Lưu Xuân nghe lời người có địa vị trong phủ, trừ bỏ vài vị chủ tử thì chính là các quản sự khác rồi. Tiểu thư và lâm thị không cần thiết phải giết Lưu Xuân, Tần An muốn giết thì cũng sẽ dùng các biện pháp quang minh chính đại khác. Tần Lệ và Tần Sâm, Tần Hoan nheo mắt, hai người bọn họ cũng có thể sai khiến Lưu Xuân làm việc, muốn giết hắn chỉ cần tìm lý do là được rồi. Chứ nếu như nói dụ dỗ hắn vào trong rừng trúc rồi xiết cổ chết nghe ra có vẻ quá dễ dàng bại lộ bản thân rồi. Thế nhưng trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai khác? Tiểu thư, nhà sai trong phủ vừa tới, nói là thi thể Lưu Xuân và Liễu Di Nương có thể hạ táng được rồi. Tần Hoan đứng ngây người bên cửa sổ rất lâu. Phục Linh đi ra rồi quay lại một chuyến khiến cho Tần Hoan chú ý đến. Phục Linh lên tiếng. Nô tỳ vẫn đi ra ngoài nhìn ngó, thế tử Điện Hạ vẫn không đến đây, vừa hay nhìn thấy mấy nha sai đi đến nội viện nói là mệnh lệnh của tri phủ đại nhân liễu di nương và lưu xuân có thể hạ táng được rồi thi thể cứ đặt ở đó suốt cũng không phải chuyện tốt tần hoan gật đầu có thể cha đều đá cha rồi vừa dứt lời thì ngoài cửa viện lại có tiếng gõ tần hoan đi ra ngoài vài bước đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài cửa biển vãn đường tiến lên mở cửa người đi vào là mặc thư với vẻ mặt rất nghiêm trọng Phục Linh nói luôn. Sắc mặt mặc thư không tốt, có phải thiếu phu nhân? Tần Hoan quay người lại, đi thẳng ra cửa phòng, nàng vừa tới cửa thì mặc thư cũng đang chạy lên bậc thềm. Trời vẫn mưa rơi lác đác, mặc thư là dầm mưa đến đây, trên vai nàng hơi ẩm ướt, mưa đọng trên búi tóc càng giống một mảnh xương tuyết trắng mông lung. Mặc thư nhìn thấy tần hoan đi ra, nàng liền nhún người. Cầu tiểu thư, tiểu thư nhà ta có chút không ổn phiền người đến xem nàng. Tần Hoan không hỏi nhiều, nàng gật đầu rồi phân phó Phục Linh đi lấy dù. Phục Linh cầm lấy hai cây, đưa một cây cho Mặc Thư còn một cây màu xanh che trên đầu Tần Hoan. Ba người cùng đi ra khỏi viện, Tần Hoan mới hỏi. Đại tẩu làm sao thế? Hốc mắt Mặc Thư ửng đỏ. Tiểu thư chúng ta lại gặp ác mộng. Tần Hoan nhíu mày, trong lòng có chút bất an, mấy ngày trước gặp diêu tâm lan thấy sắc mặt nàng vẫn tốt lắm mà mấy việc lộn xộn trước đây cứ như đã bị nụ cười và nét ôn hòa của diêu tâm lan che đi mất khiến cho tần hoan còn như có ảo giác rằng toàn bộ mọi chuyện như chưa từng xảy ra nhưng giờ diêu tâm lan lại bắt đầu nằm mơ tần hoan đột nhiên lại nghĩ đến miếng ngọc bội viết chữ diêu kia sao lại mơ thấy ác mộng rồi nàng mơ thấy cái gì mặc thư thở dài tiểu thư nhà ta mơ thấy mơ thấy đại thiếu gia có người khác ở bên ngoài nói nàng càng nhìn thấy đại thiếu gia vẽ tranh một nữ tử thế nhưng đó không phải tiểu thư hơn nữa trên bức tranh còn tràn ngập hạt đậu đỏ tương tư trên khắp núi non đồng bằng tần hoan mím môi vậy đại ca ta nói thế nào mặc thư lắc đầu đương nhiên thiếu gia không có vẽ lại dẫn cả tiểu thư chúng ta đến thư phòng tiểu thư đến thư phòng nhìn một lượt thế nhưng nàng vẫn nói mọi việc trong mơ diễn ra cực kỳ rõ ràng sau đó lại cứ ấm ức trong lòng mãi. Tần Hoan hơi lo sợ, còn chưa đến gần đã nhìn thấy Lâm Phong viện bị một tầng mưa bụi bao phủ mờ mờ ảo ảo, cũng giống hệt như chủ nhân ở trong viện này, khiến cho người ta đoán không ra. Vừa đi đến cửa viện thì Tần Hoan nhìn thấy Thái Hà đang đứng bên ngoài chờ, sắc mặt mặc thư khẽ biến, bước lên hỏi: Thái Hà tỷ tỷ, lão phu nhân đến rồi à? Thái Hà gật đầu, nàng nhún người với Tần Hoan. Lão phu nhân biết thiếu phu nhân không khỏe lắm cho nên mới đến thăm. Cửu tiểu thư đến đây là để xem bệnh cho thiếu phu nhân. Tần Hoan gật đầu, Thái Hà lại nói tiếp, "Vậy Cửu tiểu thư mau mau vào trong đi, lão phu nhân đang nói chuyện cùng với thiếu phu nhân." Tần Hoan dẫn theo Mặc thư và Phục Linh đi vào phòng trong, còn chưa đến gần đã nghe được giọng nói già nua của Tưởng thị. "Con đang mang thai trưởng tôn của Tần phủ chúng ta, tương lai của Tần phủ tất cả đặt lên trên người con và Sâm Nhi." đứa chắt này còn phải chờ con giáo dục thật tốt, Sâm Nhi cũng phải dựa vào trợ giúp của con. Ta đã sớm nói với Sâm Nhi, nó cưới được con là phúc khí của nó, mặc dù tần phủ chúng ta không phải là thanh lưu thế gia, thế nhưng bắt đầu từ đời của nó trở đi, ta không cho phép nó nạp thiếp. Tưởng thị nói xong thở dài một hơi. Con cũng thấy phụ thân rồi đó, Sâm Nhi và phụ thân nó hoàn toàn khác biệt, ta cũng sẽ không để cho nó trở nên như vậy nhìn xem khắp các gia tộc ở Đại Chu nhiều thế hệ truyền thừa tiếp xuống thì cũng chẳng có ai xa đà vào nữ sắc. Mặc dù nói đại môn phú hộ, trong nhà có vài thiếp thất cũng không có gì kỳ lạ, nhưng ta cũng muốn noi theo An Dương Hầu Phủ, cả gia đình hoàn toàn vui vẻ, cũng có thể khiến cho nam nhân trong nhà đường làm quan xuân sẻ. Huống chi ta cũng thích tính cách của con, cho nên sẽ không để cho con bị tủi thân. Tần Hoan nghe những lời này thì nghĩ đến Lâm Thị, nếu so sánh với Lâm thị thì đúng là Diêu Tâm Lan đã lấy được tấm lòng của Tưởng thị. Bà ta không đành lòng Diêu Tâm Lan bị oan ức, thế nhưng nhiều năm như vậy Lâm thị làm thế nào để trôi qua? Vừa đi vừa nghĩ, Tần Hoan chậm chạp bước vào cửa, Mặc thư đứng bên cạnh bẩm báo. "Lão phu nhân, Cửu tiểu thư đến rồi." Tưởng thị ngừng lời rồi xoay người nhìn sang, vừa quay lại thì ánh mắt thâm trầm của bà ta rơi lên khuôn mặt Tần Hoan. Diêu Tâm Lan ở bên cạnh thấy Tần Hoan đến thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cửu muội muội đến rồi, mau đến đây. Tần Hoan bước vào nhún nhún người. Lão phu nhân, đại tẩu. Tưởng thị gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn sang Diêu Tâm Lan nói. Con ngoan, ta nói con hãy nhớ kỹ lấy, đứng có suy nghĩ quá nhiều, tâm tình thoải mái thì so với cái gì cũng tốt. Nói xong tưởng thị đứng dậy. Ngoan ngoãn để cho Tần Hoan xem thân thể con đi, ta về trước đây. Diêu tâm lan định đứng dậy thì tưởng thị lại đè vai nàng xuống. Tần hoan lùi sang bên cạnh rồi lại nhún người, tưởng thị không nhìn nàng nữa mà đi thẳng ra bên ngoài. Tưởng thị rời đi rồi giọng nói ủy oải yếu ớt của diêu tâm lan mới vang lên. Cửu muội muội, muội đến rồi. Tần hoan ngồi xuống bên cạnh diêu tâm lan. Đại tẩu làm sao thế? Nghe mặc thư nói tẩu gặp ác mộng phải không? Chương 160 Diêu tâm lan từ từ nằm xuống, hai mắt ngẩn ngơ nhìn lên nóc nhà. Phải, ta hãy nằm mơ rồi. Cửu muội muội, ta cảm giác tinh thần mình rất kém, đôi khi không biết là mình đang tỉnh hay là mơ nữa. Tần hoan nghiêm túc. Đại tẩu, đưa tay ra đây. Diêu tâm lan không nhìn sang tần hoan mà chỉ giơ tay ra. Tần hoan bắt mạch một lúc rồi trao mày, nàng nhìn xung quanh dây lát, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Mặc thư thấy thế liền hỏi cầu tiểu thư đang nhìn gì thế? Tần Hoan nói. Trong lòng đại tàu lo lắng không yên, ngoài ra còn có triệu chứng bốc hỏa, khó thở, ta đang nhìn trong phòng này xem có phải đã trồng cái hoa lá hay cây cối gì không tốt không? Vừa nói, Tần Hoan vừa đảo mắt một vòng, thấy trong phòng này cũng không trông cây cỏ hoa lá gì cả. Mặc thư cũng hơi bất đắc dĩ. Trước đây căn bản là có trồng mấy chậu phong lan, thế nhưng vì thuốc kia. Cho nên phong lan bị hủy luôn rồi sau này mấy chậu hoa cỏ đều bị đưa hết ra ngoài. Tần Hoan Trấn An Cũng có khả năng là do đại tẩu suy nghĩ quá nhiều, ta trở về lại làm cho tàu ấy một chút thuốc an thần. Trong lòng Mặc Thư cảm kích, quay sang đã thấy Diêu Tâm Lan đang trao mày lo lắng. Chẳng lẽ, là vì đã có người chết ở trong phủ, chẳng lẽ căn phòng này đã dính phải cái gì đó không sạch sẽ cho nên ta mới gặp ác mộng nhiều như vậy? Tần Hoan cười khổ Đại tàu yên tâm, Hôm nay Liễu Thị và Lưu Quản gia đều đã hạ táng rồi, thân thể đại tẩu chỉ là hơi phát hỏa thôi, muội về làm cho đại tẩu một ít thuốc an thần là được rồi. Diêu tâm lan hiền lành chất phác. Vậy à, thế thì tốt, ta nguyện uống thuốc an thần của muội đưa. Đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh đã thấy tần xương lao vọt vàng. Đại tẩu làm sao thế? Lời vừa dứt thì tần xương liếc mắt một cái đã thấy được tần hoan đang ngồi bên cạnh giường. Trên mặt Tần Sương không còn vẻ khinh bì như trước đây nữa, nàng chỉ bước nhanh đến bên giường Diêu Tâm Lan. "Đại Tẩu." Diêu Tâm Lan nhìn sang Tần Sương rồi cười cười. "Lục muội muội cũng đến à?" Tần Sương gật đầu rồi lập tức ngồi xuống giường. "Nghe nói thân thể Đại Tẩu không tốt cho nên muội mới đến thăm, chẳng lẽ mấy hôm nay trời mưa nên trong người Đại Tẩu khó chịu?" Hiện tại trời đã ngớt mưa rồi, Đại Tẩu nghĩ thoáng ra một chút, "Đợi khi nào mưa tạnh rồi chúng ta lại đi ngắm hoa." Diêu Tâm Lan khẽ thở dài, thân thể này của ta thì có lẽ chịu thua thôi. Tần Sương liền an ủi Diêu Tâm Lan, sau đó mới nhìn thoáng qua Tần Hoan. "Đại Tẩu bớt lo, trong phủ chúng ta chẳng phải vẫn còn có một y tiên sao?" Câu nói này của nàng là có ý hơi mỉa mai, sau đó lại quay sang Diêu Tâm Lan. "Uống thuốc xong đại tẩu sẽ khỏe lại thôi." Diêu Tâm Lan gật đầu. Y thuật của cửu muội muội đúng là không ai có thể tốt hơn nữa rồi. Thấy Tần Sương đến đây nên Tần Hoan đứng dậy cáo từ. Đại tàu nghỉ ngơi cho tốt, muội quay về làm thuốc, chút nữa xong sẽ mang đến cho đại tàu. Tần Sương biểu môi không nói gì, Diêu Tâm Lan lại căn dặn Mặc Thư đi tiễn Tần Hoan. Từ trong lâm phong viện ra ngoài, Tần Hoan ngay lập tức quay về Đinh Lan viền làm thuốc. Nàng làm từ sau giờ ngọ đến tận chiều tối, làm xong lại vội vàng bảo phục Linh mang qua đó cũng không biết có phải Tần Hoan thích tính tình của Diêu Tâm Lan cho nên mới tận tình chữa trị cho nàng ta hay không, hơn nữa lại cực kỳ mong chờ hài tử trong bụng Diêu Tâm Lan. "Tiểu thư, hoặc đại nhân và thế tử điện hạ đến rồi." Lúc đi đưa thuốc quay về thì vừa vào cửa Phục Linh đã nói câu này, đáy mắt Tần Hoan sáng lên. "Bọn họ đến chỗ nào?" Phục Linh vội nói, "Hiện tại đang ở tiền viện, có vẻ như là đến gặp Tam lão gia." Tần Hoan đứng dậy, Do dự một lát rồi lại ngồi xuống, sau đó ánh mắt không ngừng nhìn ra phía cửa. Đợi mãi gần nửa canh giờ, Tần Hoan mới nghe được tiếng vang nhỏ bên ngoài cửa viện. Phục Linh bước nhanh ra mở cửa, quả nhiên người đứng bên ngoài chính là Bạch Phong. "Tiểu thư, thế tử điện hạ muốn gặp người." Phục Linh quay người lại, vừa đi vừa kích động la to. Mặc dù Phục Linh biết Tần Hoan không thể hiện ra mặt thế nhưng nhiều ngày nay nàng vẫn đang đợi tin tức của Yến Chi. Phục Linh bật dù che cho Tần Hoan đi ra, chủ tớ hai người bước nhanh đến cửa, vừa ngước mắt lên đã thấy được góc áo choàng đen của Yến Chi. Thời tiết mưa rầm, hiện tại cũng không còn sớm nữa, mưa bụi bay bay tạo thành màu xám cho trên nền trời đen thẳm. Yến Chi khoác một bộ áo choàng đen thêu hoa văn chìm màu vàng nhạt đứng yên ngang ở bên cạnh, quanh thân toát ra một cỗ khí thế uy hiếp vô hình. Thế nhưng khi Tần Hoan nhìn kỹ lại thì đã thấy trên mặt Yến Chỉ đã lún phún dâu đen, nàng nhìn lại giày của hắn thấy cũng dính đầy bùn đất tần hoan bước đến nhún người sau đó ngẩng lên hỏi điền hà đã đi đâu vậy mặc dù trên mặt yến chỉ thấm đẫm vẻ mệt mỏi thế nhưng khi nhìn vào mắt tần hoan hắn lại cong môi cười ta đi một chuyến đến dương huyện dương huyện tần hoan hơi ngỡ ngàng mặc dù nàng sống lại ở cẩm châu đã hơn một tháng rồi thế nhưng những châu huyện xung quanh đúng là nàng không biết thật ý cười trên mặt yến chỉ lớn dần lên Bọn ta đi kiểm tra hồ sơ những người mất tích 10 năm trước, tổng cộng tìm ra được 5 bộ hồ sơ, trong đó có 2 bộ là nam tử thì không đề cập đến, còn lại 3 bộ trong đó có một cô nương 12 tuổi, một người 22 tuổi và một người 24 tuổi. Tiểu cô nương 12 tuổi kia đương nhiên không phải Dương thị, cho nên hai người còn lại khiến cho bọn ta chú ý đến. Yến chỉ hơi ngừng lại rồi nói, trong hai người này, một trong đó ở tại Dương huyện thuộc quyền quản lý của Cẩm Châu phủ một người khác lại ở ngay Tứ Bình Thôn ở ngoại thành Cầm Châu. Ta đã dẫn người đến đó điều tra rồi sau đó mới đến Dương huyện một chuyến. Tần Hoan Châu mày. Từ Dương huyện đến thành cẩm Châu có xa không? Hơn 100 dặm. Yến Trì trả lời cực kỳ thản nhiên. Tần Hoan Châu mày. Hơn 100 dặm lại còn mưa tầm tã, chắc là Điện Hạ đã phải đi thần tốc ngày lẫn đêm rồi. Yến Trì không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ nói tiếp. Người bị mất tích ở Tứ Bình thôn mang họ Trương, lúc mất tích đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ, sau khi bọn họ báo quan nhưng nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy người. Ngoài ra bọn ta còn hỏi được rằng phụ nhân mất tích đó không phải là người xinh đẹp gì, chỉ có diện mạo tầm thường điển hình của mấy phụ nhân trong thôn thôi. Sau đó chúng ta đến Dương huyện, tìm được hộ gia đình năm đó báo quan kia, thế nhưng điều kỳ quái chính là hộ gia đình đó cũng đã qua đời từ 10 năm trước vì một vụ hỏa hoạn rồi. Tần Hoan nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Yến Trì, trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Từ 10 năm trước đã không còn nữa. Yến Trì gật đầu, trên hồ sơ ghi lại thời gian là tháng 9 năm 229 chu lịch, cũng chính là vào khoảng thời gian này. Lúc bọn ta đến Dương huyện hỏi thăm thì người ở đó kể lại, năm đó vào khoảng dịp Tết năm mới xảy ra một đám cháy trên con đường mà hộ nhân gia đó sinh sống, trận lửa đó rất lớn, thiêu đốt suốt mấy ngày mấy đêm. Cùng lúc đó còn có một căn tử lâu cũng bị cháy rụi, thế nhưng người trong tử lâu đã thoát ra ngoài kịp, còn nam nữ chủ nhân trong hộ nhân gia này lại không thấy bóng dáng. Cho nên sau này nói là bọn họ có lẽ đã chết cháy rồi, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Thời gian đã trôi quá lâu cho nên mấy hộ xung quanh cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nói hộ nhân gia đó mở một tiệm tơ lụa nhỏ, trong nhà có hai nữ nhi, sau này vào một hôm nào đó thì phu nhân trong nhà đột nhiên đi tận mấy ngày không về, lúc đó đã tạo thành ồn ào rất lớn. Yến chỉ kể một mạch xong thì sắc mặt có hơi nghiêm trọng. Trên hồ sơ cũng không lưu lại tranh vẽ, cho nên không có cách nào kiểm chứng cả. Có điều nữ chủ nhân nhà đó đích thực là họ Dương, nhưng người xung quanh đều nói nàng ta không thích ra khỏi nhà cho nên từ lâu đã không còn nhớ rõ diện mạo nữa rồi. Tần Hoan không nghĩ đến Yến chỉ vậy mà đích thân chạy đến Dương huyện, có điều trùng hợp là vì sao hộ nhân gia đó lại bị hòa hoãn. Quá trùng hợp, vậy sau trận hỏa hoạn thì quan phủ cũng không có kết luận gì à? Yến Trì lắc đầu, Nha Môn Dương huyện ta cũng đến rồi, huyện Lão Gia hiện tại vẫn là huyện Lão Gia của 10 năm trước, ông nói nguyên nhân của trận lửa đó là do pháo hoa năm mới gây ra. Tần Hoan hơi trầm ngâm, vừa rồi Thế tử điện hạ đến hỏi Tam Thúc rồi à? Yến Trì gật đầu, đến hỏi ông ta ngày xưa mua được nhị di nương ở đâu. Tam Thúc nói thế nào? Tần lão gia nói là mua được ở ngoài thành. Tần Hoan trầm ngâm suy nghĩ giây lát, nếu như bị bắt cóc, bình thường tên bắt cóc cũng sẽ mang đến một nơi nào đó thật xa để bán đi, mà toàn bộ quan lại quyền quý đều ở bên trong thành Cẩm Châu cho nên nói là mang đến thành Cẩm Châu bán cũng là hợp lý. Nói như vậy, Tần Hoan lại trao mày, nếu như thật sự Nhị Di nương là nữ chủ nhân mất tích của gia đình này, nghĩa là phu quân và nữ nhi của nàng đều chết ở bên trong trận lửa lớn đó. Cho nên còn có ai khác có quan hệ với nàng ta và biết đến sự tồn tại của nàng ta? Yến Chỉ lắc đầu, đây chính là chỗ kỳ quái, trừ phi năm đó có người không chết trong trận lửa đó. Nói xong Yến Chỉ lại hơi tiếc nuối, lần này thời gian quá gấp rút, ta đã phái người đến Dương huyện lần nữa, mặc kệ là huyện nha hay là phù mẫu huynh đệ của người mất tích, tóm lại những chuyện có thể tra ra được vẫn còn rất nhiều, vài ngày nữa sẽ có tin tức. Tần Hoan gật đầu, bất chợt nhớ đến mảnh xương kia nên mới nghiêm mặt lại thế tử điện hạ có một việc yến chỉ trao mày tần hoan lại nhìn vào viện chính mình rồi nói điện hạ mời vào viện nói chuyện đình lan uyển là viện của tần hoan bởi vậy mỗi lần yến chỉ đến thì chỉ đứng ở bên ngoài chứ chưa bao giờ vào trong nghe tần hoan nói muốn mời hắn vào thì đôi mắt yến chỉ không khỏi mở to nhưng ngay lập tức hắn đã mỉm cười rồi nhanh chân bước về hướng cửa viện Tần Hoan đi theo phía sau, cùng với Yến Trì một trước một sau bước vào trong viện. Yến Trì vừa vào cửa đã âm thầm quan sát khắp nơi, đợi lúc vào đến phòng chính thì trên mặt đầy vẻ hứng thú. Tần Hoan đi phía sau đuổi kịp, mời Yến Trì vào thẳng buồn cười. "Thế tử điện hạ, mời." Yến Trì cởi áo choàng trên người ra, Bạch Phong liền đỡ lấy. Phục Linh thấy trên người Yến Trì toàn hơi nước nên vội vàng đi pha trà nóng rồi sau đó lui xuống không dám nhiều lời nữa. Tần Hoan vừa vào trong buồn sưởi liền đi đến phía sau án thư, nàng mở ngăn kéo rồi lấy từ bên trong ra một mảnh xương trắng nho nhỏ. Điện hạ mời xem. Nhìn mảnh xương trong lòng bàn tay Tần Hoan, Yến chỉ trao mày. Đây là cái gì? Tần Hoan tiến gần lên hai bước nữa, nâng tay cao hơn chút nữa. Ngày đó sau khi Điện Hạ rời đi thì trời đổ mưa nên ta phải quay lại để thu thi cốt vào trong nhà, Lúc ta quay lại thì hai vị nha sai đã bắt đầu thu dọn rồi nên ta chỉ đứng bên cạnh nhìn. Kết quả là hai vị nha sai không cẩn thận nên đã khiến cho mấy mảnh xương vụn rơi xuống mặt đấy. Lúc ta đến đó giúp bọn họ nhặt lên thì phát hiện ra mảnh xương trong tay ta này. Tần Hoan nhìn về phía lòng bầy tay chính mình. Chắc Điện Hạ còn nhớ rõ, lúc xếp thi cốt của nhị di nương xong vẫn còn có rất nhiều mảnh xương vụn ta để ở bên cạnh chưa động đến. Mặc dù vụn vặt mà lại không dính vào bên trong bộ thi cốt, thế nhưng ta đều biết nó xuất phát từ chỗ nào trên người thế nhưng hôm đó lúc nhặt mảnh xương này lên thì ta lại không nhận ra về sau ta phải cẩn thận ghép hết những mảnh xương vụn vào trong khung xương kể cả từng đốt tay hay từng cái răng cuối cùng đến lúc ghép xong thì lại chỉ thừa ra đúng mảnh này không biết đặt vào đâu yến chỉ vội hỏi đây không phải thi cốt của nhị di nương đáy mắt tần hoan hơi sáng lên nàng gật đầu không những không phải là thi cốt của nhị di nương mảnh này chắc chắn là xương của trẻ con, bởi vì chưa trưởng thành hoàn toàn cho nên kích thước mới khác biệt so với người lớn. mấy hôm trước ta nhất thời không nhận ra, cũng may do cơ duyên tình cờ nên mới nghĩ đến. thế tử điện hạ, mảnh xương này được đào ra cùng lúc với nhị di nương, cho nên ta tin đây chắc chắn là xương người. món tay yến chỉ khẽ gõ gõ lên mặt bàn. chỉ có một khả năng duy nhất, bên dưới giếng kia vẫn còn có thi cút. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn